biệt và cũng hơi kỳ dị đến quan giao thông, đó là các bạn hãy nhìn cái tấm chắn này. Mặc dù xe cũ trước đây không được mới mẻ lắm, không có bất kỳ một ai cả, không có là phương tiện duy nhất đi bộ khu trung tâm này. Một cháu uống thông thường cũng phải khoảng tầm 8-9-10 đô. Có rất nhiều cửa hàng.